Theo sách kỷ lục Guinness, máy xúc gầu quay Beggar 293 là phương tiện di chuyển trên mặt đất lớn nhất thế giới, với chiều cao 96m, dài 225m, nặng tới 14.200 tấn. Phương tiện này di chuyển với tốc độ khoảng 0,6 km/h. Bên cạnh đó, cỗ máy khổng lồ Beggar tiêu tốn khoảng 16,56 MW điện. Beggar 293 là phiên bản kế thừa những người anh em nổi tiếng đều lọt top những cỗ máy khổng lồ nhất trên mặt đất như Beggar 281, 287, 288. Khi hoạt động, Beggar 293 sử dụng một bánh xe quay dài 21,3m. Ở cuối một cánh tay dài bánh xe này sẽ có một loạt các gầu được gắn vào. Khi bánh quay, các gầu sẽ nhặt đất và đổ lên băng truyền. Sau đó, đất được vận chuyển đến phương tiện khác rồi di chuyển đến bãi đổ. Siêu máy xúc này có 3 cần trục, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau gồm cắt, đối trọng và trụ đỡ. Tương tự những chiếc máy xúc gầu khổng lồ đời trước, Beggar 293 chủ yếu được sử dụng để khai thác than nâu. Với kích thước lớn như vậy, siêu máy xúc này chỉ được sử dụng hạn chế ở những mỏ đá lớn nhất trên thế giới. Ưu điểm lớn nhất của Beggar 293 nằm ở công suất có thể xúc hơn 218.880 tấn đất mỗi ngày, tương đương với 2.500 kg vật liệu. Nó có thể đủ sức đào một cái hố có chiều dài bằng sân bóng đá chỉ trong một ngày. Do nặng tới 14.200 tấn, vận chuyển Beggar 293 rõ ràng là không dễ dàng và cực kỳ tốn kém. Phải mất hơn 3 tuần để máy xúc này thực hiện hành trình dài 128 km từ nhà máy sản xuất đến mỏ than khai thác lộ thiên ở gần nhất. Với tốc độ chỉ khoảng 0,6 km/h, cho đến nay quãng đường xa nhất mà Beggar 293 di chuyển được ghi nhận vào năm 2001 là khoảng 22 km. Quá trình sản xuất của Beggar 293 cũng rất tốn kém. Cụ thể máy xúc này trị giá 100 triệu đô la Mỹ, mất 5 năm để thiết kế và 5 năm nữa để hoàn thành quá trình lắp ráp. Ngoài ra, do không có bất kỳ loại xe nào có thể vận chuyển được cỗ máy siêu khổng lồ này, mà nhà sản xuất sẽ phải vận chuyển từng bộ phận đến một nơi khác để hoàn thiện cỗ máy. Với những đặc điểm siêu việt về công suất, Beggar 293 là phương tiện quan trọng để giúp các nước khai thác than tài nguyên, thường ở rất sâu dưới hàng tấn vật liệu như bùn đất và đá. Đặc biệt là Đức, một nước tiêu thụ than nâu rất nhiều. Than nâu hiện cung cấp khoảng 1/3 điện năng cho Đức, đồng thời đất nước này chính là nhà sản xuất than nâu lớn nhất trên thế giới.